năm 2000 thì tôi là một giáo viên của phụ trách khoa cải lương của trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Nhưng sau khi về hưu 2000 rồi thì thầy hiệu trưởng tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng có mời tôi về làm giám đốc của một cái trung tâm Đại học Hồng Bàng, chủ yếu là giúp cho các em sinh viên hiểu thế nào là sân khấu, điện ảnh, cascader và võ thuật. Hai bài trưng đề tiến quân, mà tiến quân thế này, các bạn thấy có tiến không? Cái chân thế này thì thấy yếu xìu à, nhưng mà tiến binh thì thấy chân rất mạnh, còn tiến binh là chết rồi đó. Năm 92, lão võ sư Nguyễn Đức Mộc có mời tôi qua Paris biểu diễn và giảng dạy cho các em ở bên Paris. Cái nghề biểu diễn là nghề của mình rồi, mình không có lo. Nhưng khi sang dạy á, thì trước những môn sinh nó có toàn mất 8, mất 9 mà nó to đùng à. Tôi thì bé tí, vừa lùn vừa gầy vừa già, nó đứng thì cứ lọt thỏm à. Mà nó nhìn bằng cái cặp mắt nó lạ lẫm lắm, chả hiểu cái bà này là gì mà lại đi dạy võ. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Hãy Nghe Họ Nói. Tuần trước chúng ta đã gặp gỡ với nhà giáo ưu tú võ sư Nguyễn Thu Vân. Và tuần này chúng ta lại tiếp tục trò chuyện để hiểu rõ hơn về tấm lòng và tinh thần mạnh mẽ của người phụ nữ đầy bản lĩnh này. Xin hỏi cô một chút ạ, cô phát hiện ra mình bị bệnh ung thư từ khi nào ạ? Các bạn ơi, tôi chả bao giờ tôi nghĩ là mình bị ung thư hết á. Vì suốt ngày đánh võ mà cảm giác là võ là một cái môn thuốc mà chữa bệnh hữu hiệu lắm rồi, không thể nào ngờ. Nhưng mà không ngờ cái lần mà tôi đóng phim Không Thể Xiết Cò của anh Trần Thực Văn á, thì tôi làm vai nữ tặc, là cứ phóng xe đi cướp á, thì thấy nó nhói ở ngực, thì bắt đầu về phát hiện ra là nó di căn 6cm này, là bắt đầu phải cắt hết. Thì trong khi cắt như vậy thì phải nói là tâm trạng lúc đó thì các quý vị không thể tưởng tượng được đâu, rất là buồn. Và cảm thấy là cánh cửa võ thuật hình như là đóng lại với mình rồi. Mà buồn lắm. Nhưng mà tôi nghĩ là số phận. Nhưng mà không thể là để như vậy được. Có những lúc cô nản chí như vậy, nhưng mà có khi nào cô có suy nghĩ là mình sẽ buông xuôi không ạ? Có những lúc buồn lắm, muốn buông xuôi. Vì lực bất tòng tâm. Có lúc sức khỏe mất, tiền thì không có, muốn làm cái gì đều không được. Nhiều lúc rất nản, rất buồn. Nhiều lúc đi gõ cửa từng nơi mà xin á, thì những cái ánh mắt mà người ta không đồng tình cũng làm cho mình nản chí. Nhưng mà lấy lại tinh thần được là nhờ các nụ cười của các bé, nhờ những niềm vui của các em. Từ cái món quà nhỏ mà mang đến cho các em, từ cái bộ quần áo. Ở đây là phải nói là tôi vô cùng biết ơn làng SOS, là có cô Hương là luôn luôn chi viện cho trung tâm chúng tôi, là hai vợ chồng anh chị mà cứ bên lúc nào mà có đồ là lên, là lại cấp tốc lại một người lên để chia cho quần áo cho các cháu, quà cho các cháu. Thì chúng tôi là võ sư này về hưu rồi nghèo lắm, chúng tôi chỉ có cái nghề thôi. Nhưng mà chúng tôi kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà tài trợ, các nhà doanh nghiệp, các vị kiếm ra được tiền thì các vị giúp chúng tôi để chúng tôi mua sắm. Chúng tôi không phải nuôi các cháu, nhưng tôi muốn có các cháu có những cái đờn, có cái thảm, có cái quần áo để các cháu giữ lại cái vốn quý. Mà các cháu lăn lộn dưới đất thì các cháu đã mù rồi, đá cái nào đất cát văng đầy lên mắt các cháu tội lắm. Đấy, cho nên là cái điều này là chúng tôi cố gắng khắc phục để vận động mà rất nhiều các văn nghệ sĩ đã về hưu. Chị cô Oanh này, rồi là cô Liêm, cô mấy cô dưới này, cô Bảo Ngọc, thì tất cả các cô cũng theo chúng tôi đi làm từ thiện. Rồi đặc biệt ở đây là có nghệ sĩ Công Minh cũng sáng tác cho một các cháu khuyết tật một bài Thượng Đế Ơi Tại Sao Em Không Có Mắt. Chính một cái bài này á, khi chúng tôi diễn cho một đoàn cựu chiến binh ở cơ sở Thiên Phước của cha Phan Khắc Từ, thì tất cả những người cựu chiến binh đã từng lái máy bay thả chất độc da cam trên đầu bố mẹ các cháu, để bây giờ một đàn các cháu bé nhỏ của chúng ta nằm còng queo bất động, ngu ngơ không biết gì. Nhưng mà những em ngồi xe lăn vẫn ca được những bài của nghệ sĩ Công Minh, mà lại có ca bằng tiếng Anh nữa, thì tôi cảm giác các cháu tuyệt vời quá. Các cháu này đúng thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Các cháu tàn, các cháu không phế, nhưng mà các cháu ca, giọng ca của các cháu, nhất là bé Trương mất rồi, nhưng mà cháu ca, cháu nói tiếng Anh tuyệt vời, chinh phục được rất nhiều những cái người mà đã lấy lại rất nhiều cái lương chi cho những cái người mà đã có lỗi với ta.
Nhưng bây giờ trong cái hội nhập này thì chúng ta không nghĩ đến, chúng ta khép lại quá khứ mà chúng ta tiến tới tương lai. Thế nhưng mà những cái điều mà chúng ta thấy là các cháu khuyết tật, nếu chúng ta chăm sóc các cháu thì các cháu đều là những người đóng góp có ích. Các cháu mù, các cháu ca rất hay, nghệ sĩ Công Thành đến dạy mù cho các cháu ở trường Hùng Nguyễn Đình Chiểu những bài ca cổ bản, những bài ca vọng cổ. Các cháu đi diễn, các cháu cũng kiếm được tiền. Thì chúng tôi là những người không có giúp các cháu được cái gì, chỉ giúp cái vốn nghề. Rồi ra ở chùa Ngòi thì một ông thấy tôi tập như vậy, thương quá, cho ngay 10 triệu. Ôi một, muốn ngất được các vị ạ. Cầm 10 triệu với bà thầy chùa đi chạy ra hàng trống mua 8 cái trống, 4 con lân, 30 cái cờ, mua mũ mãng rồi hia rồi dù, dựng ngay cho cái sơn tinh thủy tinh với cái trần quốc toản cho các cháu. Thì các cháu lành đi diễn, nuôi các cháu còng queo nằm một chỗ, mới giúp các cháu nguyên một cái dàn nhạc cụ. Thì các bạn quý vị, ai đã đờn cò thì các quý vị biết, kéo cò kéo bên này, bấm bên này, nhưng các cháu khuyết tật nó còng queo bên này. Tôi nói nghệ sĩ Toan em chuyển ra kéo bên tay này mà bấm tay này được không, thì nghệ sĩ Toan vẫn lộn cái dây lại được, mà các cháu vẫn kéo cái này được và bấm bằng cái này. Thì cái sáng tạo của nghệ sĩ ta cũng rất là tuyệt vời, mà các cháu thực hiện được. Đoàn Nhật Bản xem họ phải không ngờ Việt Nam mình lại có những cái sáng tạo như vậy, đẹp quá. Cháu mù thì hát lồng cho các cháu câm, cháu câm thì thì cháu mù phá cương địch, bên này thì báo hoàng ân. Thường nhất là cái lúc mà lọng vua hoàng đế Giá Lâm thì cầm cái nón mê đi ra rách tả rách tơi, nhìn muốn đứt ruột luôn. Thì chúng tôi đi mua thì phải nói thật, bây giờ cũng không giấu giếm thì các quý vị hết á, mua lại thầy cả thầy chùa mấy võ sư Thu Vân nổi tiếng vậy mà đi ra đây mua chịu. Còn thiếu tiền thì cũng rất khoát á, ngày mai em giả về để tụi em diễn, mai mới mang đủ 1 triệu mang giả tốt cho cái cửa hàng đó, họ cũng thông cảm, họ cũng cho luôn. Nhưng mà chính về cái tối hôm đó diễn là ôi thành công rực rỡ quá. Các cháu là những nghệ sĩ rất giỏi, đầy tài năng. Thì tôi chỉ có tâm sự như vậy thôi. Thưa cô, cái nhân duyên nào để đưa cô đến với các trẻ em khuyết tật ạ? Dạ thưa quý vị, là nhân duyên là tôi được thầy hiệu trưởng. Thì thầy này thật cũng dũng cảm đó. Thì tôi về hưu rồi, rồi lại ung thư. Mà thầy cũng đưa về làm giám đốc trung tâm. Thì trong cái giám đốc trung tâm đó thì đi dạy cho sinh viên rồi thì thầy lại cho phép chúng tôi được đi dạy cả ở các nơi, dạy ở các chùa, rồi lại cung cấp tiền cho các nghệ sĩ đi ra để dạy cho các cháu. Thì cũng đó cũng là một cái là thầy cũng có một cái là ươm mầm cái võ thuật ở các chùa, để sau này các cháu lại là những cái võ sư, là những các cái đơ giỏi cho đất nước. Thì cái điều đó là cũng là cái nhân duyên, là chúng tôi về được cái chỗ đó, trung tâm đó, chúng tôi mới phát triển được ở các chùa với các nơi. Rồi sau đó lại rất nhiều các mạnh thường quân, các anh các chị giúp đỡ thì thầy trò chúng tôi vẫn mới giữ vững được đến ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn cô Nguyễn Thu Vân rất nhiều ạ. Thưa quý vị và các bạn, cô Nguyễn Thu Vân đã dành hết cuộc đời mình cho niềm vui của mọi người, cho xã hội. Cô là tấm gương sáng cho rất nhiều các môn sinh. Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi chương trình để hiểu rõ hơn về tấm lòng cũng như tinh thần mạnh mẽ của nhà giáo ưu tú võ sư Nguyễn Thu Vân. Chẳng hạn như mấy em không thấy thì nhờ Thu Vân mà mấy em thấy, mấy em không nghe nhờ Thu Vân mà nghe. Rồi móc xăng của Honda vào đốt tôi từ dưới đốt lên, cháy bùng ngừng.